Xin kính chào quý vị khán giả. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ được giao điều hành hoạt động của Bộ Công an. Quốc hội đã thực hiện việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an bằng hình thức bỏ phiếu kín. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có quyết định số 439 ngày 22 tháng 5 năm 2024 về việc giao điều hành hoạt động của Bộ Công an. Cuối buổi sáng ngày 22 tháng 5, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có thông báo cho biết dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận ở đoàn và kết quả phiếu xin ý kiến về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026. Quốc hội đã thực hiện việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an bằng hình thức bỏ phiếu kín. Quốc hội sau đó đã nghe Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026. Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an. Kết quả có 465 đại biểu tham gia biểu quyết, bằng 95,48% tổng số đại biểu Quốc hội. Trong đó có 465 đại biểu tán thành, bằng 95,48% tổng số đại biểu Quốc hội. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có quyết định số 439 QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2024 về việc giao điều hành hoạt động của Bộ Công an. Theo đó, căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị tại công văn số 9956 CV-VPTVK ngày 20 tháng 5 năm 2024 về việc giao điều hành Bộ Công an, căn cứ ý kiến của Ban Cán sự Đảng Chính phủ tại văn bản số 2853 CV-BCSDCP ngày 22 tháng 5 năm 2024 về công tác cán bộ, xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại tờ trình số 229 TTRBNV ngày 21 tháng 5 năm 2024. Thủ tướng Chính phủ quyết định giao đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an điều hành hoạt động của Bộ Công an cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Công an theo quy định. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ, sinh ngày 28 tháng 1 năm 1962, quê quán xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn, phó giáo sư ngành khoa học an ninh, tiến sĩ tội phạm học và điều tra tội phạm, cử nhân cảnh sát nhân dân. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13. Thượng tướng, tháng 1 năm 2022, Phó Bí thư kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa 14-15. Đại biểu Quốc hội khóa 14-15. Tóm tắt quá trình công tác. Từ tháng 10 năm 1978 đến tháng 9 năm 1989, chiến sĩ, sau đó là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, kinh tế, công an huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Hà Nam Ninh. Từ tháng 9 năm 1989 đến tháng 3 năm 2007, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an huyện Kim Sơn, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm. Từ năm 1989 đến năm 1994, trưởng công an thị trấn Phát Diệm từ năm 1994 đến năm 1999, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó trưởng Công an huyện, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kim Sơn từ năm 1999 đến năm 2005, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Từ tháng 3 năm 2007 đến tháng 10 năm 2011, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cục, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng 2, Cục Cảnh sát Môi trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Môi trường, Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm Bộ Công an. Từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 2 năm 2014, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục, Bí thư Đảng ủy Cục, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân năm 2013. Từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 10 năm 2015, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Bí thư tỉnh ủy, sau đó là Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Thái Nguyên. Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 5 năm 2020, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2015-2020, Đại biểu Quốc hội khóa 14, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên,
Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội khóa 14. Từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội khóa 14, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội khóa 14. Từ tháng 7 năm 2021 đến nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng, Phó Bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội khóa 15, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Từ tháng 1 năm 2022 được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng. Sẽ miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an với Đại tướng Tô Lâm. Chiều ngày 21 tháng 5, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Bùi Văn Cường trình bày tờ trình đề nghị điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 7. Theo tờ trình, căn cứ ý kiến của cấp có thẩm quyền, thực hiện quy định của pháp luật và yêu cầu kiện toàn bộ máy nhà nước, sau khi xem xét đề nghị của Thủ tướng về việc bổ sung nội dung phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an, tiến hành cùng với nội dung nhân sự, chiều ngày 21 và sáng ngày 22 tháng 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét quyết định. Ngay sau đó, Quốc hội đã biểu quyết tán thành việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 7 với 468 trên 469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 96,1% tổng số đại biểu Quốc hội. Trước đó, Trung ương đã giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Ông bắt đầu sự nghiệp ở Cục Bảo vệ Chính trị 1, rồi làm Cục Phó Cục Bảo vệ Chính trị 1, Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị 3, Tổng cục An ninh. Đồng chí Tô Lâm sau đó làm Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1, Thứ trưởng Bộ Công an và giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Công an từ tháng 4 năm 2016 đến nay, đồng thời là Phó Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban. Nhiều nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 9 khóa 13. Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5 năm 2024 tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp hội nghị lần thứ 9 để thảo luận cho ý kiến về các nội dung. Đề cương chi tiết báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đề cương chi tiết báo cáo 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm từ 2021 đến 2030. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026 đến 2030. Đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng trình Đại hội 14 của Đảng. Đề án tổng kết chỉ thị số 35 CTTVK ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị và dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có các bài phát biểu quan trọng khai mạc bế mạc hội nghị. 1. Về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng ghi nhận, đánh giá cao sự khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm của các tiểu ban văn kiện, tiểu ban kinh tế xã hội và tiểu ban điều lệ Đảng trong việc xây dựng, chuẩn bị dự thảo các đề cương báo cáo. Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng dành nhiều thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp nhiều ý kiến sâu sắc, toàn diện có giá trị vào dự thảo các đề cương báo cáo. Trung ương nhấn mạnh dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm trình đại hội, thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới. Xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng và các quyết sách lớn. Quá trình chuẩn bị văn kiện cần phải căn cứ vào kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 13, các nghị quyết của Trung ương, tổng kết 40 năm đổi mới, 15 năm thực hiện điều lệ và cương lĩnh của Đảng, bổ sung phát triển năm 2011 và thực tiễn tình hình đất nước để đánh giá khách quan, khoa học, toàn diện các vấn đề, xác định đúng đắn các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược cho nhiệm kỳ tới. Ban Chấp hành Trung ương Đảng yêu cầu các tiểu ban văn kiện nghiêm túc tiếp thu ý kiến của hội nghị, khẩn trương hoàn thiện các đề cương, bảo đảm sự thống nhất giữa các báo cáo, nhất là về chủ đề, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu tổng quát. Trên cơ sở đó, sớm bắt tay xây dựng dự thảo các văn kiện một cách ngắn gọn, xúc tích, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra.
2. Về chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Ban chấp hành Trung ương Đảng đánh giá cao công tác chuẩn bị tờ trình và đề án tổng kết việc thực hiện chỉ thị số 35 CTTVK ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị và dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 14 của Đảng. Trung ương xác định đây là công việc hệ trọng cần sớm triển khai thực hiện với tinh thần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn. Trung ương đã nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, cụ thể, toàn diện, sâu sắc vào tờ trình và dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị. Trong đó tập trung làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung đại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự, bầu cử cấp ủy, đặc biệt là việc ra soát, lựa chọn, giới thiệu và bầu những nhân sự thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số của cấp ủy tỉnh, thành phố, tiêu chuẩn độ tuổi tham gia cấp ủy tỉnh, thành phố. Ban chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị khẩn trương chỉ đạo, sớm hoàn chỉnh và ban hành chỉ thị để định hướng cho toàn Đảng chuẩn bị và tiến hành thành công đại hội các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. 3. Về công tác cán bộ, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã dân chủ thảo luận, kỹ lưỡng xem xét và thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026 để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Với tỷ lệ số phiếu tín nhiệm cao, Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, gồm các đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 4. Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định để đồng chí Trương Thị Mai thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 để nghỉ công tác vì đã có vi phạm về các điều đảng viên không được làm. 5. Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Thi hành kỷ luật đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang và đồng chí Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. 6. Ban chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả quan trọng toàn diện đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2024 và cả nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Phương Ly rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại!